Xin chào tất cả các bác, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em quay trở lại với cái video, đó chính là cái cây địa lan xanh cánh bướm. Đây là một cái cây địa lan cũng có từ rất lâu rồi. Và nó thuộc dòng Xuân Lan, nở vào có thể sẽ nở vào dịp Tết hoặc là nở vào dịp đầu xuân tháng Giêng âm lịch. Thường thì cái tỷ lệ nở vào đúng Tết ấy, thì nó phụ thuộc vào có thể là những năm nó nhuận hoặc là thời tiết nắng ấm. Thường xuyên thì cái cây địa lan xuân này nó sẽ nở vào dịp Tết Nguyên Đán. Nhưng còn như bình thường thì nó sẽ nở vào dịp tháng Giêng, khoảng mùng 5, mùng 10 đến tầm 15-20 âm lịch tháng Giêng hàng năm. Thì những cái cây địa lan này thì nó Xuân Lan thì nó rất là thơm. Đấy, thì nó cũng có một số những cái chi tiết và một số cái đặc điểm đặc trưng riêng, bởi vì đây là những cái cây địa lan đột biến rừng, địa lan rừng đột biến, nên là nó cũng có những cái chất rất là riêng. Thì hôm nay em giới thiệu cái cây này thì em cũng muốn nói rằng là tất cả những cái video mà em làm ấy là nó cũng có những gọi là nhận định của cá nhân, có nghĩa là nhận định của riêng em là nó có cách nhìn nhận về một cây lan nó riêng. Còn mỗi người sẽ có một cái cách nhận biết một cây lan khác nhau. Đấy, còn riêng em thì em có một cái cách nhận biết và em sẽ giới thiệu cho mọi người để mọi người có thể nhận biết được một cách đơn giản và dễ nhất. Đây là một cái cây địa lan xanh cánh bướm. Thì cây này thì người ta gọi tên là xanh cánh bướm, nhưng còn em thì giới thiệu cho mọi người về thế là cái tên, cái thứ hai là thân lá, hoa, hương thơm. Và tất cả những cây hoa lan khác thì em cũng giới thiệu đầy đủ như vậy, để các anh chị có thể tìm hiểu thêm trên kênh YouTube Thiên Đường Ngàn Hoa hoặc là kênh website và có thể mua hàng ở đấy. Thì hôm nay em nói sơ qua về cái thân lá mầm cây này như thế này. Thì cây này thì nó là cây xanh vàng, thế nên là mầm của nó là xanh vàng. Cây này thì có mầm rồi. Đấy, đây anh chị có thể nhòm lại. Đấy, mầm đây. Đấy, đây là cái mầm của nó. Mầm này của nó là xanh sạch. Đấy anh chị nhá, mầm xanh sạch. Rồi, sau đến thân lá. Thân lá cái này thì em nói nó là rất giống cây lan hoàng vũ. Giống thôi nhá, chứ em không nói là nó giống hay đâu. Nó giống thôi, nhưng cây này nó vặn vỏ đỗ này. Hoàng vũ không vặn vỏ đỗ. Cái cây này thì dáng lá của nó là dạng huyền diệp, bởi vì lá võng, đa phần nó đều lá võng hết. Nó có ra lá nào nó cũng võng, kể cả lá bé là bình diệp, huyền diệp, dáng lá nó như vậy. Có nghĩa là cây này thì người ta không gọi theo dáng lá, nhưng mà phổ thông thì dáng lá của nó là khá võng. Đây mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Khá là võng và xoè ngang, bình và huyền đều có cả, chứ nó không có trường. Trường diệp nghĩa là phải cao lên như này cơ. Đấy, cao như này gọi là trường diệp. Đấy. Nhưng còn cái cây này thì dáng lá bình diệp và huyền diệp, bởi vì lá võng rất là nhiều, anh chị thấy không ạ? Cái cây xanh cánh bướm này, nó củ của nó là cao khoảng, cái củ ấy, củ của nó khá là nổi củ và nó cao khoảng từ 3 đến 4 cm và to khoảng từ 2 đến 2,5 cm, có thể là 3 cm. Tỷ lệ nó sẽ thuận với nhau, khi mà nó cao 4 cm thì củ nó cao 4 cm thì cái chiều ngang của nó phải tầm 2,5 đến 3. Còn củ mà cao 3 thì chiều kia nó chỉ 2 thôi, chiều ngang chỉ 2 thôi. Đấy. Lá của nó dài khoảng tầm 40 đến khoảng 80 cm. Và lá của nó có nhiều điểm gập. Đấy. Đây mọi người nhìn đây nhá. Đây này. Theo từng cái lá một thì mọi người sẽ thấy được. Nó có rất nhiều điểm gập. Đấy, gập đây này. Đấy, nó không mịn, nó không mịn. Đấy. Và lá của nó hơi vặn vỏ đỗ về cuối đây này. Anh chị nhìn này. Đây này. Nếu như phẳng của nó thì nó sẽ như này, đúng không ạ? Nhưng cái này nó hơi vặn. Đấy, kiểu nó vặn vỏ đỗ. Hơi vặn. Đấy, thì cái lá nào nó cũng thế. Đây, lá này nó hơi vặn này. Anh chị nhìn thấy không ạ? Khi nó lên này xong nó gập vài điểm này. Đấy, xong nó sẽ cong xuống và nó gập thì nó sẽ cong xuống. Và lá của nó hơi vặn vỏ đỗ này, nếu như này là thẳng này. Đấy, như này thì gọi là hơi vặn, vặn về phía mình đúng không ạ? Nhưng còn cái lá này thì vặn về phía ngược lại, đối diện phía mình đang xem. Đấy, đây này. Đấy. Thì lá nó hơi vặn vỏ đỗ. Thì đấy là một số những cái dáng lá cơ bản. Đây này.
Đấy, nó hơi vặn vỏ đỗ. Cái gì thế không ạ? Hơi vặn vỏ đỗ và lá nó có nhiều nếp gập, khá là giống Hoàng Vũ. Cái này thì em đánh giá nó thân lá khá là giống cây Hoàng Vũ. Đấy. Tiếp theo thì em nói đến hoa của nó. Hoa của nó thì nở vào dịp Tết Nguyên Đán. Khi mà thời tiết nắng nóng hoặc là tháng nhuận thì cái tỷ lệ nở vào Tết Nguyên Đán cao hơn. Còn không thì nó sẽ nở vào mùa xuân, gọi là xuân lan mà. Thì mầm hoa của nó lên tầm từ khoảng tầm tháng 8, tháng 9 âm lịch. Tháng 8 là bắt đầu có nhú mầm nụ rồi. Nhưng mà đến tầm tháng 12 xuân thì nó mới cho hoa. Loại này rất là thơm. Và những cái yếu tố để trồng nó thì nó cũng rất là đơn giản, dễ trồng. Hoa rất là đẹp và thơm. Đấy. Thì đây em sẽ quay chi tiết đến cái bông hoa của nó. À, trước khi nói điều đó thì em sẽ nói cây này là nó là hơi bị mất cần. Anh chị nhá, có nghĩa là gì? Đây chị thấy không ạ? Như cây này đúng ra là hoa nó bị từ đây này thì nó không mất cần. Có nghĩa là thoát khỏi tầm lá. Thoát khỏi tầm lá thì ra hoa luôn thì nó mới không gọi là mất cần. Thì gọi là vừa đẹp đấy. Đấy, như cây này nó bị mất cần này, cây này phải mất 2 bông, cây này mất 1 bông. Cây bên này thì nó cũng phải mất tầm 1 bông. Bởi vì cái lá này nó đang bị chạm vào cái nền đen nên nó sẽ hơi cao lên. Nó mất khoảng 1 bông. Thì đấy, như cái cây này thì nó gọi là mất khoảng 1 đến 2 bông. Mất cần. Đấy. Chứ nó không được gọi là đẹp bằng những cái cây mà nó được điều kiện tốt hơn. Tiếp theo là đến cái bông hoa. Đấy, tự nhiên này đang quay video lại có con ong ở đến. Đấy. Rất là tự nhiên. Đây, em sẽ quay để nó hơi nắng nên màu nó hơi bị sáng quá. Nên màu nó không được thật cho lắm. Đây là cái cây bông hoa của cái cây xanh cánh bướm khi nó nở này. Đấy, khi nó nở lâu rồi thì nó sẽ vàng cái này. Mới nở nó xanh như này. Bên này nó xanh hơn này. Và cái màu xanh của nó, anh chị nhìn cần hoa có khi cũng thấy vàng luôn đúng không ạ? Bởi vì màu nó bị nắng, nó nắng quá. Cái cây này là cánh hoa của nó là màu xanh vàng nhưng mà nó hơi đục. Nó có hơi có vần, hơi màu vàng đồng ở góc này. Đấy, và cái lưỡi của nó, môi hoa của nó ấy, thì nó hơi màu vàng cam, hồng. Nó như kiểu là màu cam đồng ấy. Đấy, gọi là màu đồng đồng, vàng đồng. Đấy. Nhưng nó hơi có màu đấy một chút thôi. Và năm cánh của nó xòe ra như nhau. Cây này thì nó có một cái đặc trưng, đó chính là cái cánh đài của nó cong ra. Nó như mọi người hay gọi là cánh bướm đây này. Mọi người nhìn thấy không? Đấy, như ví dụ như cái bông này anh chị sẽ nhìn nó sẽ rõ hơn này. Đấy. Như cái bông này là ba cánh đài của nó, là hai cánh đài dưới là hơi xuôi đúng không, vai hơi xuôi, và hai cái cánh đài hoa ở trong của nó ấy, thì nó cong lên như ấy, nó cong. Thì trong địa lan này người ta gọi đấy là dạng cánh bướm, rất là đẹp. Đấy, nó cong ra xong khi mà nở căng thì nó sẽ xòe ra như là đấy, tay em đậu đây thụ phấn đấy, đây như cái này thì gọi là vai xuôi anh chị nhé. Như cái này thì gọi là vai xuôi này. Hai cánh vai hoa ở dưới nó gọi là vai xuôi. Đấy, khi mọi người thấy những cái sọc của nó hơi hơi gân ở giữa đây đúng không ạ? Hơi có cái gân. Gân đấy thì màu nó hơi gọi là màu đồng, vàng đồng một chút. Đấy. Vì cây này thì cái màu nó không được trong. Màu nó sẽ không được trong như là những cái cây khác. Như những cái cây xanh khác ấy, thì nó có nhiều cây màu rất trong, ví dụ như cây thanh lùn rừng đấy, hay là cây thanh yên tử, trường diệp, bình diệp gì đấy, đấy đại loại vậy. Nó có một số cây màu rất trong, nhưng có một số cây thì cây này thì màu nó hơi đục. Nó xanh vàng nhưng màu nó hơi đồng đồng, hơi cái màu vàng đồng. Đấy, anh chị nhìn kỹ thì sẽ để ý thấy là nó hơi vàng đồng một chút đúng không ạ? Đấy. Thì đấy là chi tiết của một cái bông hoa để các anh chị có thể là nhận diện từng bông hoa. Thực ra thì những cái cây này thì em muốn là để một cần ấy thì nó dễ nhìn hơn, nhưng mà do là cái chậu này nó khá to nên là cứ để nhiều cần. Em chưa tách ra, chắc mấy hôm nữa khi mà vãn việc rồi thì mình mới tách ra, nhưng mà hôm nay em cũng hơi bận nên là chỉ tạm thời sẽ giới thiệu cho mọi người như vậy. Thì
có thể là em sẽ quay lại vào những dịp sau, thì hoặc là những năm sau ấy, thì hoa nó đẹp hơn. Như năm nay thì năm 2019 sang 20 ấy, thì hoa nó không nở, thực sự không được đạt. Thế nên là một số những cái cây này nó chưa đẹp lắm. Em sẽ quay lại video về những cái cây này vào những dịp năm khác. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ em. Xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.